Chào mọi người đến với kênh của Huga, mình là Hùng. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review và đập hộp cho mọi người chiếc chậu rửa của hãng Shigaru. Đó là chiếc chậu rửa ở phân khúc cao cấp. Nó có những cái điểm cải tiến mà người Nhật đã mới vừa thay đổi. Mình muốn chia sẻ cho mọi người biết được chiếc chậu này có điểm gì nổi bật nha. Với một cái dòng chậu cao cấp thì đây, chúng ta sẽ thấy được phần bên trong của nó đa phần sẽ là những cái phần hộp giấy được bao bọc xung quanh, giúp cố định trong quá trình mà người vận chuyển thì nó sẽ được bảo đảm hơn về mặt hàng hóa. Rồi, đây là những cái phần giấy nè. Trong lần này thì mình thấy là cái việc mà đóng gói đến từ hãng Nhật Bản này thì người ta thiên về những cái phần hộp giấy như này, nó tạo thành cái hình hộp giúp cho cái quá trình vận chuyển nó được cố định, nó không có di chuyển. Thay vì cái việc mà chúng ta bọc những cái màng xốp như này thì người ta đa phần sẽ làm những phần giấy để giúp yếu tố là tái chế trong quá trình mà vứt. Rồi, đây là cái phần phụ kiện bên trong của nó, là cái phần hộp xẻ, bộ xẻ này. Rồi, đây cũng là một cái phần phụ kiện của nó nhé, mình bỏ ra ngoài. Rồi, đây cũng là một phần phụ kiện nữa này. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy được là ba cái phụ kiện bên trong chiếc chậu rửa này. Rồi, còn lại chính là thành phần chính của chúng ta. Thì mình sẽ dựng chiếc chậu này lên để cho mọi người cùng thấy dễ hơn nhé. Điểm nổi bật ở đây á của chiếc chậu này đó chính là bề mặt của nó là bề mặt hạt. Những cái bề mặt hạt này á thì nó sẽ giúp cho quá trình mà chúng ta sử dụng nó sẽ hạn chế bị trời xước. Mọi người hình dung ạ. Đây cũng là cái điểm mới mà trước giờ người Nhật chưa bao giờ chịu thay đổi đối với cái dòng chậu này. Nhưng hôm nay trong năm 2024, người Nhật đã chịu lắng nghe và thay đổi ở cái phân khúc cao cấp này, giúp cho người dùng chúng ta thì tiếp cận được một dòng chậu có cái bề mặt mà chống trời xước này. Và chiếc chậu này có chiều dài của bì là 875mm và chiều rộng của bì của nó là 460 và độ sâu của nó là 200. Thì mọi người hình dung đi, với một chiếc chậu như này thì trong quá trình mà thao tác chúng ta có thể là hai người cùng đứng để thao tác trên chiếc chậu rửa này. Đó là một cái điều mà tuyệt vời trong mỗi gia đình á. Thì mọi người hình dung đi, cái việc mà chúng ta ăn xong hoặc là chúng ta có những cái đồ có kích thước lớn thì với cái không gian lòng chậu rộng rãi và độ sâu phù hợp thì nó cực kỳ thuận tiện. Chưa kể nha, chúng ta thấy không ạ, đây là một cái đường kính của một cái hố rác và hố xẻ với đường kính là 181mm. Đây là một cái hố rác khá là to và rộng rãi mà người Nhật đã áp dụng ở rất là nhiều cái dòng chậu của họ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho mọi người thấy được cái điểm mà tinh tế thứ hai, đó chính là những cái phần thanh trượt này. Những cái phần thanh trượt này nhé, nó sẽ được hàn vào. Mà cái công nghệ hàn của họ rất tinh tế nha, mọi người thấy nè, rất là tinh tế và thẩm mỹ. Mình đánh giá khá là cao ở những cái đường nét mà người ta hàn như này. Đối với dòng chậu này thì nó sẽ có một cái tầng rãnh trượt, chúng ta thấy không ạ, rất là dễ dàng cho chúng ta vệ sinh. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách lắp đúng cách á, đúng theo sự chỉ dẫn của hãng sản xuất đưa ra á, thì chúng ta vẫn có thể tận dụng ở mặt trên này là thêm một tầng rãnh trượt nữa. Đối với một chiếc chậu hình chữ nhật như này á, thì chúng ta chỉ cần gì ạ, một cái không gian rộng rãi, không cần quá nhiều phụ kiện rườm rà như là những chiếc chậu truyền thống rẻ tiền, với những cái việc như là thớt, dao hoặc là những cái đồ lung tung được gắn trực tiếp bên này thì nó khiến chiếc chậu trở nên rườm rà và mất đi cái công năng chính của nó là rộng rãi và chứa được nước. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vào những điểm chi tiết giúp chúng ta hiểu được hơn về chiếc chậu này nhé. Về cái chiếc chậu này á, thì người ta đã làm đó chính là bề mặt hạt. Vậy thì bề mặt hạt là như thế nào? Bề mặt hạt là trong quá trình mà dùng chiếc chậu này để dập ra á, thì người ta đã sử dụng những tấm inox. Tấm inox này á, có những cái hạt rất là nhỏ. Và cái inox của Nhật này nè, mình đánh giá rất là cao. Về gì ạ? Về cái độ hoàn thiện, họ lựa chọn cho chúng ta là những tấm inox có bề mặt hạt rất là đẹp nha mọi người. Rất là đẹp. Nhưng mà cũng có một cái nhược điểm là khi mà những cái góc này nè, nó nhỏ như này á, thì khi mà dập xuống thì chắc hẳn một điều là gì ạ? Những vị trí góc nó sẽ bị mất đi cái phần hạt. Đây, những vị trí góc này thì dường như là cái hạt của nó sẽ không còn được bảo tồn, không còn được mịn như là những cái bề mặt này nữa, mà những cái vị trí góc sẽ bị mất đi nha. Rồi, ở đây thì hai bên cạnh của nó sẽ có những cái con ốc như này. Mọi người nghĩ nó là gì ạ? Nó sẽ là nơi để chúng ta để cái giỏ xà phòng để gắn nó vào. Gắn cái giỏ xà phòng vào nhé. Đây, mỗi bên sẽ có hai con, bên này cũng tương tự như thế. Thì con ốc bên này á, thì ở sau người ta sẽ có một cái phần để vặn vào và xịt keo vào nhé. Riêng cái thanh trượt này nè, là người ta hàn vào và nó không phải là cái bề mặt hạt như cái chiếc chậu. Và cái thanh trượt này, cái bảng của nó khá là rộng, giúp cho phụ kiện khi nằm lên á, trượt qua trượt lại, cái cảm giác nó được trơn tru và mượt mà hơn rất là nhiều. Về cái độ dày của cái chậu này á, nó là sử dụng inox dày 1mm nha mọi người. Dày 1mm. Tiếp đến một điểm nữa cho mọi người biết nè, trong quá trình mà chúng ta xả nước trực tiếp xuống đáy chậu á, thì yếu tố gì ạ? Độ ồn. Độ ồn khi mà chúng ta xả nước xuống, đúng không ạ? Vậy thì sao ạ? Chiếc chậu này mặt sau lưng của nó được trang bị những tấm cao su giúp giảm tiếng ồn khi mà chúng ta xả nước. Cụ thể như mình gõ những tiếng cho mọi người nghe nha. Ở những vị trí chủ đạo như là vị trí gần cái miệng hố nè, những vị trí bên hông nè, vị trí ở giữa này nè,
là người ta sẽ trang bị những tấm cao su rất là dày, giúp cho cái quá trình xả nước xuống, cái độ ồn của nó được cải thiện đáng kể. Cái tiếng của nó đầm hơn so với những chiếc chậu khác thì nó sẽ là con. Mình gõ bên thành cho mọi người nghe nè. Cái tiếng của nó sẽ khác hẳn hoàn toàn. Một là nhờ cái độ inox của nó là dày 1mm. Đối với dòng inox mà bề mặt hạt dày 1mm là khá là dày dặn rồi. Và thứ hai là được trang bị những tấm cao su rất là dày dặn bên dưới nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bở chiếc chậu này ra để cho mọi người thấy được cái phần mặt sau lưng. À mà quên, nói thêm cho mọi người thấy được cái điểm tinh tế nè. Mọi người thấy không ạ? Có chiếc chậu nào mà người ta làm những cái phần hộp giấy để bọc xung quanh chiếc chậu này không ạ? Chỉ riêng về người Nhật là người ta làm rất là kỹ lưỡng từ cái khâu đóng gói. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nhấc nó ra luôn cho mọi người cùng thấy được bên trong nhé. Đây chính là một cái lớp xốp màu xám được bao bọc xung quanh cái thân của chiếc chậu lửa này, bao bọc luôn cả tới gần cái mép của cái miệng hố xả này. Thì mọi người nghĩ sao về cái lớp xốp này? Nó là một lớp xốp bình thường hay là một lớp xốp có gì đặc biệt mà người ta là bọc quanh thân chiếc chậu? Và cái điểm giá trị của chiếc chậu này giúp cho cái quá trình mà chúng ta sử dụng ít bị sự cố và ảnh hưởng, nó nằm ở cái lớp xốp này mà rất ít người biết. Chúng ta để ý đi, những cái chậu thị trường á, có ai mà bọc cái lớp xốp này không? Hay là riêng những dòng chậu của Nhật được bọc lớp xốp này? Và đó cũng là một cái điểm khác biệt vô cùng lớn mà mình luôn luôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần mỗi khi mà nói đến dòng chậu cao cấp đến từ hãng Shigeru này, đó chính là cái lớp xốp này. Vậy thì cái lớp xốp này công dụng nó là gì? Và đối với mình á, trong quá trình mình sử dụng, trải nghiệm và tìm hiểu thì mình thấy được rằng là cái lớp xốp này giúp cho cái quá trình cách nhiệt. Và khi thời tiết chuyển thì bên trong khoang tủ là chúng ta đóng kín đúng không ạ? Thì nó sẽ có một cái lượng nhiệt rất là nóng. Bên ngoài thì trời tiết lạnh thì nó hay xảy ra tình trạng đó chính là ngưng tụ và động những cái mồ hôi và nước. Chưa kể là chúng ta dùng không đúng cách, là chúng ta uống đá lạnh xong, sử dụng những viên đá lạnh đổ trực tiếp vào phần đáy chậu, khiến cho bên dưới này động rất là nhiều những cái hạt mồ hôi. Mà mồ hôi đó là gì ạ? Nó sẽ ảnh hưởng đến cái khoang tủ chúng ta, khiến cho nó bị hôi. Và cái mùi hôi này á, mở cửa ra rất là khó chịu. Chưa kể nha, những cái bản lề, những cái phụ kiện đặt bên dưới chiếc chậu rửa bị hư hỏng và bị sự cố cả. Riêng dòng chậu Nhật này thì nó sẽ cải thiện và khắc phục được cái tình trạng đó. Bởi vì chỉ có dòng chậu cao cấp thì người ta mới bao bọc những lớp xốp này. Và bản thân mình thấy á, ngoài cái việc mà chiếc chậu nó đã tốt thì nó còn đem lại rất là nhiều về cái mặt công năng. Những người có điều kiện á, người ta đầu tư chiếc chậu này không phải là sử dụng cho nó ôi, cho nó sang và riêng về cái công năng chiếc chậu không đâu, mà ngồi ra á, những cái việc như là chúng ta làm được những cái phần ngăn kéo nè, tích trữ lưu trữ được đồ đạc hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta bỏ ra một khoản tiền lớn, đó là gì ạ? Là một cái hệ tủ bếp nó thể dài hơn một xí. Nhưng mà sao ạ? Số tiền không phải là bé đâu. Nhưng mà trong những không gian chúng ta hẹp, tài chính chúng ta ở mức vừa phải, đầu tư chiếc chậu này không chỉ là về chiếc chậu cao cấp nha, chúng ta dùng được lâu dài, mà chúng ta còn tối ưu được phần công năng bên dưới chiếc chậu rửa nhờ cái phần bộ xẻ của nó. Bộ xẻ cực kỳ linh hoạt. Cái bộ xẻ là cái nơi mà chiếm rất là nhiều cái không gian bên dưới. Vậy thì đối với dòng chậu Nhật này, người ta không chỉ làm lớp xốp tinh tế giúp cho tình trạng cách nhiệt được hạn chế, và ngoài ra còn bộ xẻ chống hôi tốt nè, còn linh hoạt tiết kiệm không gian nè. Với những cái ưu điểm đó thì một người mà sao ạ, làm thêm một cái tủ bếp dài thêm khoảng 1 mét, hoặc là một người chọn chiếc chậu này, thì người nào sẽ lợi hơn ạ? Chắc chắn một điều là người chọn chiếc chậu rửa này sẽ có nhiều cái lợi thế hơn về mặt tối ưu không gian bên dưới khoang chậu rửa. Và cái điều này dường như người Việt Nam mình á, rất ít ai quan tâm và để ý, và thậm chí chúng ta không có kiến thức về cái việc đó. Nhưng mà riêng người Nhật, người ta tối ưu từng cm nhỏ. Từ khi mà mình biết đến dòng chậu Nhật này và đem nó vào ứng dụng trong thi công thì mình thấy những cái lợi thế từ những chiếc chậu rửa, chất lượng về bộ xẻ, chất lượng về lớp xốp bên dưới, về cái bề mặt trên của nó hiện nay đã được cải tiến, đó chính là bề mặt hạt giúp hạn chế tình trạng trò xước. Và chưa kể là người Nhật làm cái gì á cũng đều rất là tinh tế. Và vì sao người Việt Nam mình có tâm thế là chuộng những cái đồ Nhật? Đều phải có lý do cả. Người ta khi mà làm ra một sản phẩm nào á cũng đều chú trọng từng ly từng tí, đặc biệt là đến những cái vị trí này, như là mối hàn nè, hoặc là cái hố xẻ kích thước như thế nào. Bởi vì sao ạ? Cái thói quen của người châu Á mình á, và người Nhật cũng là người châu Á, thì họ cùng cái thói quen đó chính là chứa rác ở trong này. Sau mỗi bữa ăn người ta sẽ đi đổ, tổng hợp một lần đi đổ. Và thứ hai nữa là cái bát rác càng to như này thì nó sẽ có nhiều lợi thế, ngoài cái việc thoát nước tốt nè, lưu trữ như một cái hố rác nho nhỏ sau mỗi bữa ăn. Rồi, cho mọi người thấy, đây là cái phụ kiện của nó. Cái nơi này á, nó sẽ đựng được cái xà phòng, những cái dĩa lau chén. Và chúng ta sẽ rất là cần nó. Bởi vì sao ạ? Trong quá trình mà chúng ta rửa thì chắc hẳn chai xà phòng, dĩa lau chén là cái điều cực kỳ cần thiết trong quá trình chúng ta rửa đúng không ạ? Người Nhật đã làm như thế này nè. Chúng ta có thể là bỏ được bên trái nè, hoặc là chúng ta di chuyển qua bên phải vẫn được hết nha.
bởi vì mỗi bên nó đều có cái móc tương tự như nhau. Để trang bị trong quá trình mà chúng ta sử dụng thì người ta cung cấp cho chúng ta một cái phụ kiện đi cùng, đó là một cái rổ ráo nước. Rổ ráo nước này có thể là đặt được trên này nhé. Và ngoài ra thì sẽ có những cái phụ kiện khác đi cùng, nhưng mà chúng ta sẽ cần bỏ tiền ra để mua thêm những phụ kiện đó nếu như muốn cho cái hệ sinh thái này được trải nghiệm một cách tốt hơn. Vậy thì những cái phụ kiện đó mình sẽ để trên góc này cho mọi người cùng xem thử nó là gì nhé. Đó là những cái tấm thớt lỗ nè, là những cái chậu rửa nhỏ nè, những cái tấm thớt inox hoặc là tấm thớt gỗ. Tùy theo nhu cầu chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ mua và nâng cấp thêm. Và thành phần quan trọng của chúng ta đó chính là cái phần bộ sẻ. Thì mình sẽ cho mọi người thấy nè, chi tiết bên trong bộ sẻ nó sẽ gồm những thành phần gì nhé. Đầu tiên đây chính là cái phần mà cơ chế hình gấp khúc như này, hình chữ Z. Rồi, tiếp đến đây là một cái bát rác kích thước lớn, một cái phần ống hình chữ L. Đây là một cái dây ruột gà mềm. Rồi, đây là một cái nắp chụp su. Và những cái phần mà để chúng ta liên kết này. Và sau cùng là một cái nắp để chặn nước. Rồi, một cái tờ để hướng dẫn chúng ta cái bộ sẻ nó sẽ như thế nào nhé. Rồi, đó là tổng quan bên trong cái phần bộ sẻ. Vậy thì với những chi tiết này thì bộ sẻ này có gì đặc biệt? Lúc nãy mình nói rồi đó, bộ sẻ này đầu tiên nó chính là yếu tố là tiết kiệm không gian. Tiết kiệm không gian ở đây á, là ví dụ như là mình sử dụng này đi, thì trong quá trình mà chúng ta lắp đặt á, nó có thể xoay trái xoay phải quay lại rất là linh hoạt. Bởi vì sao ạ? Bên dưới chúng ta để rất là nhiều những cái đồ đạc hoặc là làm những ngăn kéo thì yếu tố bị vướng bận, thì sử dụng những cái như thế này thì nó sẽ cải thiện đi cái điều đó khá là nhiều. Rồi chưa kể nha, những cái như là cái phần đây nè, cái phần gỗ nè, nhìn thì chúng ta tưởng nó là mềm mại đúng không ạ, nhưng mà bên trong nó có những cái đường thép rất là cứng nha, rất là cứng. Mình đã nhiều lần sử dụng những cái lực rất là mạnh để tác động vào cái phần này, nhưng mà nó không hề hấn gì. Cái độ chắc chắn của nó không phải là ruột gà bình thường nha mọi người, mà được sản xuất tại Nhật, bên trong nó có những cái đường thép khá là chắc chắn. Trừ trường hợp chúng ta sử dụng những cái vật gì đó sắc nhọn thì chúng ta mới cắt nó được. Chưa kể muốn cắt được cái này phải có cái kìm mới bấm được bứt nó. Và trong quá trình mà chúng ta lắp á, nếu như mà nó dài quá thì chúng ta có thể là cắt bỏ nó đi. Không để tình trạng bị quá dài nhé. Dài như này thì nó sẽ đọng nước ở những cái đoạn như này nè. Chính vì thế là người Nhật họ đã làm cho chúng ta một đoạn dài. Dùng tới đâu thì chúng ta sẽ cắt bứt và bỏ đi phần còn lại. Rồi, đây là một cái nắp chặn nước. Thì nắp chặn nước này thì thực ra người Việt Nam mình họ cũng yêu cầu thôi. Chứ bên Nhật thì người ta sẽ sử dụng phương án đó là xả nước trực tiếp vô phần chậu để rửa và sơ chế, chứ không ai mà dùng cái nắp này đã bịt lại cả. Bởi vì cái khối lượng và cái kích thước của nó, cái thể tích của nó khá là lớn. Chứa nước để đòi nó thì chắc chắn phải mất tới 10 đến 15 phút lên. Cái nắp chụp su này, đây là một điểm cũng khá là hay nè. Nhiều người á hay bỏ qua hoặc là vứt đi cái nắp này, nhưng mà đối với mình á, cái nắp này nó vô cùng giá trị. Nhiệm vụ nó là gì ạ? Nước hoặc là mùi hôi từ cái phần cống nó bốc lên thì cái nắp su này nè, nó sẽ vừa cái đoạn ống 60 và nó sẽ gắn vô đây. Nó sẽ chụp xuống. Nó khá là kín nha mọi người, nó khá là kín. Nó kín còn hơn cả việc mà chúng ta dán keo nữa cơ. Rất là kín, nó sẽ không thể thoát mùi lên được nếu chúng ta bỏ qua cái nắp này. Nắp chặn su này thì đây là một cái điểm thiếu sót vô cùng lớn nha. Đây là cơ chế hình chữ Z, và mình hay gọi là con thỏ đi. Vì sao ạ? Khi mà nước xuống như này nó sẽ giữ lượng này, nó sẽ không có thể là bốc mùi hôi từ phần này để đưa ngược nó lại. Rồi, cái phần này thì chúng ta sẽ vặn vô đây. Đây. Mình không cần quấn thêm bất cứ một đoạn su non nào cả, bởi vì bên trong nó đã có những cái phần ron su rất là bài bản rồi. Mình nói thêm về phần này, với cái cơ chế này khi mà chúng ta xả nước thì nó sẽ xuống này, nó sẽ giữ lượng nước ở đây. Và sao ạ? Cái mùi hôi nó sẽ không thể dọn được lên trên được, bởi vì cái cơ chế đó là ngăn chặn có dòng nước chặn ở đây. Khi mà nước áp lực mạnh hơn nó sẽ chảy theo dòng này và đi ra ngoài. Còn khi mà chúng ta lỡ rớt một cái đồ gì đó thì sao ạ? Tưởng nó là mất đúng không ạ? Tưởng nó xuống cống đúng không ạ? Nhưng không phải, nó nằm ở đây. Nếu như mà nước mạnh quá thì nó sẽ đi mất luôn. Nhưng mà nếu chúng ta xả nước nhẹ nhàng thì chúng ta có thể là tới đây mở cái bộ này ra để vệ sinh nó. Mình mở thử cho mọi người xem nhé. Mở thì chúng ta chỉ cần dùng tay nhẹ thôi, cậy nó nhẹ thì nó ra. Bên trong nó có một cái ron su thôi, nhưng mà nó lại không rò nước ra được. Có phải sự tinh tế nằm ở đây không ạ? Những chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà sao ạ? Giúp cho quá trình chúng ta sử dụng không có phải lo lắng và bất an về tình trạng bị rò nước nữa. Và bộ sẻ này á, nếu như mà ai đã sử dụng á, thì chắc hẳn một điều là cảm thấy nó rất là thân thiện và dễ vệ sinh nhé. Sau một năm chúng ta sử dụng, có thể là cuối năm chúng ta tổng kết nhà, chúng ta đương nhiên là có thể là dành chút thời gian để vệ sinh cái bộ sẻ này. Bởi vì bên trong nó sẽ đóng những cái phần bã nhờn, thì chúng ta muốn vệ sinh nó chỉ cần là không xả nước nữa và tháo nó ra, vặn tay như này thôi. Chúng ta bỡ nó ra ngồi để chè rửa, cọ rửa,
rất là đơn giản cho cái việc vệ sinh cái bộ xẻ này. Và còn cái nhựa này chắc chắn không bao giờ hư cả, trừ trường hợp chúng ta làm mất nó thôi, chứ nó không bị hư nhé. Nó khá là cứng và dẻo. Vậy thì mọi người thấy sao về cái bộ xẻ này? Trong quá trình chúng ta lắp đặt, nếu như có vô tình bị mất đi những chi tiết này thì để mua nó lại thì với giá thành là tới 3 triệu đồng và chỉ hỗ trợ những người mà đã sử dụng dòng chậu này, mua từ đơn vị là đại lý đó. Cái việc lắp nó có khó không ạ? Đây, mình cho mọi người thấy nha. Mình chỉ cần bỏ nó quay như này. Rồi. Như này. Rồi bên dưới thì mình sẽ có một cái vòng như này để mình vặn cố định nó lại thôi. Chỉ với vài thao tác nhỏ là chúng ta đã vặn được cái phần bộ xẻ này vào rồi. Thì không lo cái yếu tố bị rò nước ở đây với mọi người. Không lo, bởi vì bên dưới nó có một phần ron su rất là chắc chắn và dày dặn rồi. Còn đây là một cái phần để chúng ta chứa được những cái phần rác thải, cơm thừa thì nó sẽ nằm ở đây. Và những cái hạt của nó rất là nhỏ, đủ nước chảy qua. Nhưng mà những cái phần mà nhỏ nhỏ thì nó sẽ không thể qua được cái lỗ này. Và cái này chúng ta nghĩ nó sẽ nhanh hư đúng không ạ? Không dễ nha. Cái này nè, mọi người thấy không ạ? Tuy nó nhìn mỏng manh nhưng mà những cái phần này nè, nhấn tay rất là cứng cáp nha. Một cái rổ nhỏ thôi nhưng mà nó được làm bằng vật liệu inox 304. Trên này thì cái thành phần của nó là nhựa nè, rất là cứng luôn nè, rất là cứng, không dễ bị móp méo. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đặt nó vào bên trong nè. Đây, nó có một cái tay như này để dễ dàng ta cầm tháo nó ra. Rồi, tiếp đến á thì sẽ là một cái nắp này, gắn vào sẽ tinh tế hơn nhé. Đó, nó sẽ được ập như này. Ở đây là cái điểm linh hoạt mình hãy nói đến á, đó chính là cái việc mà chúng ta xoay nè. Đây, mọi người thấy không ạ? Có thể xoay tới xoay lui, lên xuống quay lại. Kể cả cái ống này chúng ta có thể là cho nó lên xuống tùy biến nha. Đây, lên xuống quay lại nè, rất là linh hoạt phải không ạ? Kể cả cái bộ này cũng thế nè. Làm gì có cái bộ xẻ nào mà có cái cơ chế mà linh hoạt như bộ xẻ này đúng không ạ? Người Nhật họ đã làm và đã nghĩ ra, và đồng thời là làm từ những vật liệu nhựa rất là tốt, có độ bền, độ chịu nhiệt. Độ chịu nhiệt của nó khá là tốt nha. Bất kể chúng ta dùng cái lượng nước nóng có nhiệt độ như thế nào đi chăng nữa, đổ qua cái ống này nó không bị biến dạng. Và chưa kể là cái độ cứng của nó, trừ trường hợp là chúng ta dùng cưa để cắt nó bứt thôi, chứ nó không dễ gì biến dạng đâu. Và những cái điểm như này á thì mình nghĩ là sẽ không có ở những dòng chậu giá rẻ, sẽ không bao giờ có nha. Nếu chúng ta nghĩ đến tương lai, nghĩ đến tối ưu không gian chiếc chậu rửa thì nên chọn dòng chậu này. Thì trong quá trình mà chúng ta sử dụng những chiếc chậu trước giờ đó, mở cánh cửa tủ ra xem thử bên dưới nó có bị hôi không, có đúng như lời mình nói là đọng nước không, vậy thì chiếc chậu này nó sẽ không có tình trạng đó nha. Đó, ở đây mọi người thấy nè, nó sẽ có những cái vị trí nổi lên nè. Đây là những tấm cao su rất là dày dặn, giúp cho giảm cái độ ồn khi mà chúng ta xả nước trực tiếp. Đây có một tấm lớn nè, tấm chạy qua đây nè, ở đây có một cái tấm nhỏ dọc qua đây, và đây một tấm nữa, ba tấm chính chủ đạo ở những vị trí chính, xả cái vòi trực tiếp mạnh xuống hoặc là đổ bất cứ thứ gì xuống vẫn cảm giác nhẹ nhàng và êm ái nhờ những cái tấm giảm ồn này. Mọi người thấy sao ạ? Rất là đầm. Mình lưu ý một điều nha, là cái inox này nè dày 1mm, nhưng mà nếu chúng ta không khéo á, dễ rất là dễ bén và bứt tay, nên chúng ta cẩn thận khi mà bóc nó ra để lắp đặt. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là cái logo của nhà sản xuất, đó chính là Shigeru Made in Japan. Còn đây là một số cái chỉ dẫn. Việc mà chúng ta đầu tư một chiếc chậu rửa cao cấp á, nó có nhiều cái lợi hơn là chúng ta nghĩ. Vì trong quá trình mà mình thấy được á, là chiếc chậu là một trong những thành phần cực kỳ quan trọng trong hệ tủ bếp. Ngoài cái phần thùng tủ dưới nè, mặt đá bếp nè, thì chiếc chậu là một trong những thành phần bắt buộc chúng ta phải đầu tư ở giai đoạn ban đầu. Có thể căn bếp chúng ta những thiết bị điện tử hư hỏng chúng ta thay mới, nhưng mà sao ạ, chiếc chậu một khi đã lắp đặt âm bên dưới rất là khó để chúng ta gỡ ra để thay thế một chiếc chậu khác, chưa kể là cái phần kích thước của nó. Vậy thì với cái việc mà chúng ta dành thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu nghiêm túc một chiếc chậu rửa cao cấp, nó hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì sao? Chúng ta luôn luôn ở cái khu vực chậu rửa nhiều hơn cái khu vực mà chúng ta nấu ăn. Bởi vì ăn xong cũng rửa nè, trước khi mà nấu cũng phải rửa nè, và làm cái gì đó chúng ta cũng sẽ diễn ra quanh chiếc chậu rửa này. Vậy thì cái việc mà chúng ta có được cái bề mặt hạt như này, cái bề mặt hạn chế rò sước và dễ dàng vệ sinh như này, thì nó mang lại những cái lợi ích gì? Thì chắc hẳn câu hỏi này và câu trả lời thì sẽ nằm ở mọi người. Tổng kết lại video là với chiếc chậu này có điểm cải tiến trong năm 2024, đó chính là bề mặt hạt người Nhật đã chịu thay đổi, và thứ hai là quy cách đóng gói vận chuyển một chiếc chậu rửa được an toàn hơn, tránh tình trạng bị móp méo nhờ những cái việc mà thùng gió được bảo đảm hơn. Vậy thì chúng ta có nên lựa chọn chiếc chậu rửa này hay không, thì câu trả lời đó sẽ tự mọi người suy nghĩ nha. Còn cá nhân mình, với một chiếc chậu như này ở phân khúc cao cấp, nó không chỉ là tăng lên cái đẳng cấp của một cái căn bếp, mà ngoài ra
tăng trải nghiệm sử dụng. Cái việc mà làm được cái phần công năng bên dưới chậu rửa được tăng lên đáng kể. Còn nếu muốn mua, liên hệ muốn mua chiếc chậu rửa này ở mức ưu đãi tốt thì hãy nhấp vào đường link bên dưới. Mình đang đặt đường link bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.